Hi, xin chào mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của chị Nà Thường. Ngày hôm nay là ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ về cái vấn đề của những đệ tử của thầy Quan nha mọi người. Những đệ tử này đã có những cái gọi là ngôn từ nó nói về để bảo vệ cho những cái lý luận lý lẽ mà chia sẻ trên mạng. Bây giờ là rất là nhiều người phản ánh về cái vấn đề này, đặc biệt là ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho cô chú anh chị những cái bài phát ngôn của nhà gọi là nhà ngoại cảm cô Nguyệt đó, cô Nguyệt nha cô chú anh chị. Và cái cô này thì lên chia sẻ những cái bài gọi là rất là khó chịu và những cái tiếng âm thanh gọi là nghe nhức óc nhức tai. Thì ngày hôm nay em cho cô chú anh chị nghe những cái lời lẽ này xong rồi em xin mời cô chú anh chị nghe mình mời một anh trai lên phản biện về cái vấn đề này đó, để cho cô chú anh chị hiểu và thấy rõ cái những cái gì mà nhà ngoại cảm cô Nguyệt này đang làm nha cô chú anh chị. Ok, và những cái hành động của cô Nguyệt này có cần lên án hay không thì mời cô chú anh chị lắng nghe. Chào tập đoàn phản động phá hoại đất nước Việt Nam, còn tên cầm đầu đang ở nước ngoài. Các ngươi có hội nhóm khá lớn đang kéo người dân Việt Nam đi vào con đường đầy tội lỗi. Các ngươi mua các trang mạng những ngày qua nhằm mục đích bôi nhọ ngài Thượng tọa Thích Chân Quang. Bởi vì ngài là một vị chân tu đắc đạo, có tình yêu đất nước vô cùng to lớn vĩ đại. Bởi vì ngài là cháu ruột của bác Hồ, các ngươi phản động mà, nên các ngươi rất ghét ngài. Bởi vì ngài giảng quá thật, quá chính xác luật nhân quả, nên các ngươi nghe rất rất khó chịu, cảm thấy tự ái, sợ hãi nên đã phản bác, rồi cắt ghép video, viết những dòng chữ thêm bất tử nghe cho khó chịu. Không rầy Nguyệt á, cô Nguyệt á, nhà ngoại cảm đó, là nói những ai mà chống phá Thích Chân Quang là những người phản động. Cho mình hỏi tất cả mọi người nha, từ khi nào mà những cái ma tăng mà đứng lên đại diện cho Phật Pháp Việt Nam, từ khi nào mà ma tăng đứng lên đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng ta chống phá ma tăng thì là chống phá đất nước hả? Cô Nguyệt nè, cho mình hỏi, nếu mà có hữu duyên gặp được clip này thì trả lời mình nha, tại sao những cái ở Việt Nam rất là nhiều những cái vị chân tu, tại sao người ta không lên, người ta không nói? Ở đây chúng tôi không phải là chúng tôi chống phá, mà là chúng tôi có những ý kiến bình luận với tinh thần xây dựng, chứ không phải là chống phá ở đây nha. Đạo Phật rất là vi diệu, rất tốt, chúng tôi rất tôn trọng. Nhưng mà tôi lên tôi chống phá những cái bài pháp mà tiêm nhiễm những cái tà kiến mê tín, nó không đúng với sự thật, nó gây nhiễu loạn cái xã hội này. Cho nên chúng tôi mới đứng lên tôi bảo vệ cái chánh pháp. Tôi nói là những cái sư phụ của bạn đó là giảng không đúng về cái chánh pháp, không đúng với cái đạo Phật, thì người ta lên người ta ý kiến. Chứ mắc cái gì mà ghét người ta vào cái tội phản động, hù phải không? Này là hù dọa phải không? Nếu ai yếu không biết là sợ đúng không? Là không dám lên bình luận nữa đúng chứ gì? Đúng chưa? Bây giờ đó, bây giờ em cứ đi ra em đi dạo một vòng ở ngoài chợ đó rồi em lấy ý kiến cho tất cả mọi người đi. Em lấy ý kiến nha. Ý kiến Thích Chân Quang là một vị chân tu hay là sàm tăng? Thì bây giờ ai là cái người bên đâu là nói, nếu mà thí dụ như nói ông Thích Chân Quang là một chân tu vĩ đại thì chúng tôi sẽ khâu cái mỏ lại chứ không nói gì hết nha. Mà nếu mà các bạn cứ đem đi hỏi ý kiến 100 người thôi, nếu mà khoảng chừng 70-80 người hay hoặc 100 người người ta nói ông là sàm tăng thì em nên khuyên sư phụ em á, đừng bao giờ giảng pháp nữa. Bởi vì những bài pháp của thầy á, nó gây phản ứng phụ rất nhiều, nó làm cộng đồng không có được ngày nào yên ổn. Tôi sáng tôi đi ra chợ, tôi đi ăn uống hay gì đó, tôi cũng nghe nói tới sư phụ của bạn. Mà tôi đi chiều, tôi đi tập thể dục, tôi cũng dẫn người ta nói, người ta tấn công, người ta không đồng tình với những cái bài pháp của sư phụ em. Tôi biết là những sau khi mà trước khi mà đi học cái trước khi mà đi xuất gia đó, trước khi mà đi học còn khóa tu hay gì đó, thấy không? Là được học 11 cái giáo điều gì của chùa đúng không? Pháp nguyện đó, 11 điều pháp nguyện đó là tuyệt đối trung thành đúng không? Cho nên là các bạn lên binh thầy, các bạn thì cũng tôi cũng bình thường thôi, không có gì hết. Đây là ý kiến qua lại thôi nha. Chứ
đừng bao giờ gắn ghét vô cái là chống phá Ma Tăng mà là chống phá đất nước nha. Bảy ơi, đất nước Việt Nam chúng ta đó, đảng và nhà nước đó, là do dân vì dân, chứ đảng và nhà nước không có do tăng vì tăng, đúng chưa? Trong trong cái nhà Phật không có ý kiến gì ở trong đảng, mà trong khi mà ra một cái thông tư hay quy định gì cũng không bao giờ hỏi ý kiến của một tất cả một ông tu nào, thì làm sao mà cho rằng là chống lên mà người phản biện với cái Ma Tăng mà cho rằng là người ta chống phá? Khi nào ạ? Bạn đang ở bên đất nước Myanmar đi, đó, đang ở đất nước Myanmar đó, thì nếu mà chống phá những cái người tu hành đó là chống phá đất nước đó, bởi vì các cái thông tư, các cái quy định gì đó ra là phải hỏi ý kiến của mấy ông chân tu đó. Cho nên bây giờ quý vị có thấy không, đất nước mê tín, đất nước tà kiến mê tín, bây giờ là nội chiến, là chiến tranh, là dân thì nó lầm than khổ ải đó. Nhà nước Việt Nam chúng ta khôn lắm, không phải như bạn nghĩ đâu, không bao giờ để cho một cái tôn giáo nào mà nó xen vào đảng và nhà nước và cái việc cai trị của đất nước đâu nha. Tới đây tôi tin rằng tới đây nhà nước cũng sẽ quản lý những cái công giáo, những cái tôn giáo, bởi vì những cái tiền cái cúng dường hoặc tiền cúng cho chùa đó là nguồn tiền rất lớn, nhưng mà nhà nước chưa có thu được. Nhưng mà tới đây tôi tin rằng qua cái thời điểm này, qua cái sự lộn xộn này, qua cái dậy sóng của các thầy á, thì tôi tin rằng nhà nước sẽ vô và để quản lý cái chùa chiền và quản lý những cái tờ tiền đó, để một phần giúp ích cho mua trang thiết bị để bảo vệ quê hương đất nước và tái thiết đất nước. Tôi tin chắc là bằng điều đó nha. Các bạn có thấy không, vừa rồi đó, bên một cái đạo nào đó không biết là nói là đất của tôn giáo là đất của Vatican đó, Vatican đòi sở hữu đất của ở Việt Nam, những cái đất mà của chùa chiền hoặc của nhà thờ này kia là phải của Vatican, nhưng mà nhà nước đâu có chịu, đúng không? Nó muốn làm, nó muốn nắm quyền. Trời ơi, nhà nước Việt Nam ta khôn lắm, không phải ngu như các bạn nghĩ đâu đó. Rồi cái là lúc mà còn Võ Văn Thưởng còn làm chủ tịch nước, nó còn tại vị đó, là phải qua Vatican nói chuyện, rồi cái đầu là mở cái văn phòng đại diện, rồi Vatican nó cũng mở cái văn phòng đại diện ở bên Việt Nam chúng ta, bởi vì họ đòi sở hữu những cái tài sản mà do tôn giáo đang sở hữu. Có đời nào mà cái thằng nước ngoài mà nó muốn qua nó sở hữu đất của Việt Nam, làm sao mà có chuyện đó? Đó, cho nên là tới đây tôi tin rằng nhà nước sẽ quy hoạch lại các tôn giáo và sẽ nhà nước sẽ nắm quyền. Chứ còn trước đây thì nhà nước không có dính líu gì, những cái tôn giáo không dính líu gì đến đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta, đúng không? Làm cái gì cũng vậy, được dân ủng hộ, bởi vì nhà nước là do dân và vì dân. Ví dụ làm cái gì đó cũng phải được dân dân ủng hộ trong hai cuộc chiến tranh, đúng không? Cũng phải được nhân dân ủng hộ, nhân dân che giấu, nhân dân nuôi dưỡng cán bộ, đúng không? Thì đất nước chúng ta mới thành công, mới hòa bình có như ngày hôm nay. Đó, bây giờ cũng vậy nữa. Bây giờ trong những cái đạo này nè, bây giờ đã bật giờ chúng ta đi dân cầu, trưng cầu dân ý đi. Nếu mà thí dụ người ta phản đối, những người dân người ta phản đối, người ta bức xúc nhiều, thì những cái ông đó là ông Sàm Tăng, ông mượn đạo tạo đời, đúng chưa? Người dân người ta bây giờ dân trí người ta cao rồi, không còn u mê nữa, và từ từ những cái đạo Phật ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ giống như là Nhật Bản với Hàn Quốc, chùa chiền là để du lịch, chứ không còn phải ta đến ta cúng dường. Bởi vì ở đời này nó phải công bằng, có làm thì mới có ăn, chứ không phải là ngồi mát mạng bát vàng như trước đây. Từ rồi nhà nước sẽ quy hoạch lại, nhà nước sẽ nắm giữ những cái tôn giáo đó, không để cho tôn giáo muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Còn em á không biết, em Nguyệt nè, còn không em á thì không biết là em có 11 điều pháp nguyện đó em có thực hành đủ chưa, nhưng mà anh thấy em hình như là lên bảo vệ cũng rắc rau lắm á. Nhưng mà bảo vệ là phải đúng, phải có cái trí tuệ, người nào đúng thì chúng ta nên bảo vệ, còn những người nào sai thì em phải nói với thầy em để thầy em sửa chứ. Chứ đâu em binh vực cái xấu được. Nhân dân người ta lên tiếng rất nhiều, 90 triệu dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, tôi bảo đảm phản 70-80 triệu dân Việt Nam đã phản ứng với thầy em. Mà em cho rằng thầy em là một chân tu à? Chân tu mà phát ngôn như vậy à, làm dậy sóng như vậy. Thôi đáng lẽ đó, mình phát ngôn dậy sóng như vậy rồi thôi mình im để cho cộng đồng nó lắng xuống, để cho xã hội này nó bình yên. Nhưng mà thầy em lại đứng lên nói cái này, nó càng nói chúng dân dân người ta càng phản ứng thì thầy em lại càng nói càng thách thức.
rồi còn đã đăng đàn lên tấn công thầy Thích Minh Tuệ, trong khi đó đó thầy Thích Minh Tuệ á là rất giữ giới, rất tôn trọng tất cả các chùa chiền và tôn trọng tất cả những người tu hành. Mà thầy em được là tiến sĩ Phật học này kia kia nọ mà đi lên nói tầm bậy tầm bạ gì thầy Thích Minh Tuệ. Người ta tu thật hay tu giả không cần thiết, nhưng người ta đã giữ giới là người ta đã có tâm với nhà Phật. Em nên nhớ điều đó. Và em cũng đừng bao giờ mượn những cái hình đồng bóng hay hoặc là mượn những cái nhà ngoại cảm như thế này thế kia để lên mà mị dân nữa. Đời thời kỳ này thế kỷ là 21 rồi, không có nhà ngoại cảm ngoại kiết gì ở đây nữa, ai mà tin hả? Những cái việc mà như ngoại cảm giống như là hốt cốt của những cái liệt sĩ, những cái người mà đã vì nước hy sinh chưa? Em nhớ những cái thời kỳ đó không? Ngoại cảm dữ chưa? Lấy bằng cái xương động vật đó là làm cái xương người, có thấy có tội lỗi chưa? Ngoại cảm như em vậy đó đúng không? Bây giờ mà ăn ở dưới đất mà nói chuyện trên trời, rảnh thiệt. Tại sao mà tôi không hiểu, tại sao mà một có số người lại họ lại binh vực cái nhỏ này, nó bị gì đó, nó bị vấn đề á. Tôi không hiểu luôn. Không có ai binh vực không chứ, nhưng mà thấy những clip của em đăng lên toàn là người ta bình luận rất là nặng. Mình chắc cũng phải lọc nhiều lắm à. Hi, các mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục em chào bán một sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho các chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đầu, mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ngũ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất được ủ đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm, thì nước cốt nhà của đường này cô chú chị đã sử dụng, nó có đỏ cái công dụng rồi đúng không? Đó cô chú chị chưa sử dụng thì hãy mua một lần để sẵn nghiệm cho chú chị 300.000 bao tiếp tục quá còn trai một lít đi cô chú chị. Chai thế này là nước cốt nhà ủ đường đó, có nghĩa là khi cái nhà chính người ta lấy, người ta ủ đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này, và đặc biệt đó là nhào riêng nguyên chất 100% rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhức thì cô chú chị khỏi khỏi bàn rồi. Cô chú chị muốn tìm cô chú chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào rồi quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau phần cái tọa, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao xuyên toàn quốc như cô chú chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp bông gân, nó tê bì chân tay đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị gỡ nó sao mà quý vị xịt bớt sẹt sẹt lên cái chỗ dùng đau và so so bóp bóp làm bao chú chị nha mọi người. Xịt một ngày 3 đến 4 lần đó, đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây, mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú chị nào muốn uống cái chai này thì uống, chai này không được uống nhưng mà chai này chỉ sạch thôi đó. Mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó, đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao so bóp là 135.000 đó. Đây là nhà làm nghe của chú chị. Cô chú chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú chị cứ liên hệ với em đó, số điện thoại nào trên góc trái màn hình em ơi. Ok thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ nha. Ok mọi người.